bây giờ nhà Hảo sẽ tiếp tục đi địa điểm khác nha. Tại vì trời không có mưa cả nhà, nên mình sẽ đi nữa. Dự báo thời tiết nói là mưa nhưng mà không mưa, nên mình cứ tiếp tục rong chơi thôi. Mua cho hai bé cái con cò mà nó thâu tiếng ở nhà, nên bây giờ nó lên xe nó mở đó. Giờ mình nói cái gì nó hâu lại cái đó sùm luôn à. Bây giờ mình sẽ đi nữa, khi nào mà trời mưa thì mình sẽ đi về ha. Dự báo thời tiết sai rồi, anh sai rồi. Chỗ nào thấy nó cũng để bán rượu hết trơn, dùng rượu mà mới bán. Chắc ai vô đây ta cũng phải đi mua rượu đem về ha. Ừ. Đem về để dành uống á, tại tới đây rồi mà. Thì em bận tô. Em thích ở đây là sao bông? Là nhà nó hay trồng bông á, để mấy cái cửa sổ nhìn nó đẹp. Mà nay nói rượu rồi, rượu đây nhìn trà bán rượu trắng nhiều không? Từ cái điểm cái bên kia mình qua đây, nó cái đoạn này đường đẹp ha. Đấy, đây làng qua làng này đẹp. Không biết là cái Vin là cái làng nữa ta, mình kêu sao cho đúng ta. Cũng chả biết là Vin thành phố hay là làng luôn cả nhà ơi. Nói chung thì đẹp mình đi thôi, chứ không biết nó là cái nào mình gọi cho đúng luôn. Tại vì mình đâu có ở đây đâu. Trời đâu mày biết. Ôi làng Vin gì cũng được, không sao. Không quan trọng. Thấy nhỏ là thấy là nói làng. Thì em thấy nhỏ đâu thấy bự đâu đúng không? Mà nãy hai điểm kia nhà bự, nó để hotel, nó để Vin. Nó để hotel The Vin đúng không? Để Vin ơi. Còn này là nhỏ hả? Bây giờ điểm này mình đi là nhỏ hơn phải không? Rồi. Có là cái làng. Cái làng, cái home, cái ấp gì đó. Trời, chỗ nào cũng bán rượu hết. Thì anh nói đây là rượu mà. Tới đây tắm rượu. Em muốn tắm không? No. Bên kia anh thấy không? Nho mà nó trồng anh nhìn y chang Việt Nam, là ruộng bậc thang luôn á. Trái, trái vô rồi. Vô rồi phải không? Không biết. Nó không, có để gì đâu, nó có để chữ gì không? Không thấy. Chưa. Mình đi Kazenbel. Vậy là chưa tới. Còn chạy nữa. Cái này cái là nó anh nhìn kìa, y chang ruộng bậc thang Việt Nam mình luôn. Ờ, mà người ta đó là nho không á. Có Việt Nam này trồng gì? Lúa. Lúa. Trồng lúa gì đó. Đây trồng nho. Đây là mộ. Rượu. Rượu ừ. Chứ không phải gụ. Rượu. Ui, rượu. Ồ. Gì con? Gì thở dài vậy? Cái Vin gì đây nè. Cà phê đậu đây. Đây có bạc kinh nè.
giờ cho hai bé chơi chơi cầu tuột cả nha. Bây giờ mình đi vòng vòng tham quan cái làng này xíu. Bán đồ lưu niệm nè. Trời ơi, cái con cọ ở đây nó bự luôn anh. Nè, cái con cọ đây nè. Thôi, mình mua rồi con. Mình mua rồi. Anh ba, con này không nói chuyện được, con này không nói chuyện được. Anh ba, có con ụt kìa, có con ụt động đậy kìa. Có con ụt kìa. Lạnh quá. Toàn là cửa hàng bán đồ lưu niệm thôi. Cửa hàng này bán nè, nó treo mấy con gấu dễ thương ghê. Này là bữa chị Trúc nói cái này là người ta làm bia cả nhà. Đó. Cái này nè. Quá trời bông luôn nè. Nè anh cái này. Anh cái này bữa chị Trúc nói này làm bia nè. Rồi nó tre nó leo lên nhà, nó leo lên cửa nè. Ngộ ha, cái này làm bia thấy cũng lạ nè. Em mới biết bữa đó luôn á. Con bye bye nó đi, bye bye con ruột đi. Bên kia có cái ngân hàng nữa. Ôi, đang ghé mua kem cho hai bé đó nhờ. Lạnh quá trời luôn mà ăn đòi ăn kem. À đưa mẹ hả? Ok đưa mẹ. Đưa mẹ. Nè, mua kem. Nát. Lạnh thấy mồ mà đòi ăn kem. Cái này giống như là đài tưởng niệm á. Có tới 3 cái là 1870 tới 71. Đó nó có để năm đó anh. 1914 tới 18. Quy. Ở nó là... nhà thờ đen chuông rồi đó. Còn 940, 45 chứ. Con thấy nghe tiếng chuông không? Quy để cho mẹ. Ủa mà sao nãy giờ em nghe tiếng chuông nó có đổ một tiếng thôi ta. Ha, nó đổ có một tiếng à, nó không có đổ nhiều. Nè, cửa hàng bán rượu. Có 1 tiếng à? À, con bò kìa. Nè con bò nè. Đó, có con bò. Bye bye, đúng rồi. Bán rượu nè anh ba. Bán rượu đó. Rượu hay bia? Rượu trắng nè anh. Cái này là nhà thờ nè. Hồi nãy mình nghe đổ chuông á. Nhà thờ đổ chuông. Trời ơi, cái này đẹp nè anh ba. Có nho kìa con, người ta. Nấu mình không vô. Tại vì chú làm lễ. À cái này. Con muốn xuống hả? Con muốn xuống hả? Cái này đẹp nè anh ba. Có nho, người ta trồng nho nè. Nè, có bông nè, bông dạng họ nè. Có nước nè, có nước nè. Nè, nước này không được uống nha. Thôi, không có coi. Có bề kìa.
Khánh An chào bê bê kìa. Thôi thôi, ở đây không có coi được. Cao lắm, chỗ này sâu lắm. Nước chỗ này sâu lắm. Chỗ này cửa hàng đồ luôn nè em nè. Nó trồng nho phía trước nè. Quá trời trái nè anh Ban. Ồ nó bị văng, xích ra nó bị văng. Nó bị văng ướt anh Ban rồi. Chỗ này đẹp nè anh. Hồi nãy phía ngoài không đẹp ha, vô đây đẹp nè. Ồ nó trồng. Người ta trồng bông ấy quá trời nè. Nấu 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 chỗ đó không đi. Nè con thấy người ta trồng bông đẹp không? Bông dở, ừ, con cái gì cũng dở. À, boulangerie, chỗ này bán bánh mì nè. Anh Ban đừng có nhảy. Anh Ban, Arrête de sauter, không có nhảy. Anh Ban không nhảy nè. Mẹ không thích anh Ban nhảy ngoài đường vậy nha. Dưới chỗ nào cũng bán, anh cũng bán đồ lưu niệm hết. Đây là bán bánh mì. Ở dưới là cửa hàng bán bánh mì. Trồng bông đẹp ghê. Đi nắm tay mẹ, nắm tay. Mẹ con đụng nước. Con đụng nước luôn à? Ồ cái tay con lạnh nè, cái tay con ướt rồi nè, thấy không? Kệ. Kệ. Ồ kệ, cái tay ướt rồi kệ. Mẹ con đụng tay, con đụng nước. Con sợ lạnh hả? Nè anh Ban, bán bánh mì nè. What? Cái gì mà what? À phía trong đây là nhà hàng, đa số là nhà hàng không anh? Đóng cửa đâu, bây giờ người ta mở ra người ta bán chứ đóng cửa đâu con. Giờ này là giờ ăn của người ta nè. Hơi lạnh á, nó xì vài tiếng cái thấy muốn cảm luôn. Sao em thấy hơi lạnh nè? Em bác sĩ nè, giờ tiếng em khác luôn rồi đó. Nãy giờ trong đây là nhà hàng nhiều nè. Còn phía ngoài, trời ơi con chó nó bự ra. Mình thấy tiếng em khác luôn rồi đó. Tu đu tu đu. Đẹp chưa? Anh Ban thấy đẹp chưa? Ôi cái này đẹp nè anh Ban. Cái nhà này đẹp nè anh. Nè. Ồ nó trồng mấy cái bông gì tím tím đẹp quá nè. Wow. Anh Ban đi mà cứ nhảy vậy không được nha con. Anh Ban lại nắm tay mẹ. Đa số mấy cái điểm du lịch là người ta bán đồ lưu niệm nhiều. Quy em thấy rồi. Quy em thấy. Chỗ này bán kem.
Thảo thấy cũng nhỏ chứ không có lớn. Mình đi dạo dạo vòng là thấy cũng hết à. Hoa ngoài cửa sổ. Làng này rất là đẹp luôn cả nhà. Trời ơi. Đó, trên đó là núi nha, ở dưới đây là có một cái suối chảy nè. Nước chảy nè con. Có con suối nè. Thấy chưa? Ngủ không? Anh ngủ. Chờ ngủ cái kéo cái ấy lại, che lại anh. Che lại để cho đỡ lạnh. Cho ngủ đi, bé ngủ rồi, đẩy xe hơi ngủ luôn rồi. Giờ này giờ ngủ trưa rồi, trễ rồi. Không có cá con ơi, chỗ này chắc không có cá đâu. Có nước chảy. Có đá. Chỗ này ngồi nghe tiếng suối chảy. Này là đặc sản của cái vùng Anzac đó cả nhà. Nó là tạc lam bê anh. Nó giống như là có dăm cái này là lạc đông, là giống như là thịt ba chỉ vậy đó. Giờ mình ăn trưa. Rất là nhiều loại. Cái bóng cái bánh này nó mỏng ha, nó mỏng dánh nè. À. Đi chơi xong mua cái này mình ăn cho nó gọn luôn cả nhà. Với lại ăn thử cái mình tới đây thì mình ăn thử cho biết cái bánh này. Thảo thì Thảo không biết ăn rồi. Hai cho con ăn, bé nhỏ ngủ rồi. Ngồi ăn cái chỗ view quá đẹp luôn nè cả nhà. Phía trước nè là bông thấy không? Còn phía sau là cái suối á. Vừa ăn vừa nghe tiếng suối. Này dễ thương nè anh. Ở phía dưới là nhà hàng nè, ở phía trên đẹp quá trời nè. Nó có cái hình em bé kìa anh ba. Lạnh con. Lạnh con. Thì tại hồi nãy con làm đổ á, lát mẹ hai cho. Nãy con làm đổ nước á. Ở phía sau này nó có một cái vườn nho nè cả nhà. Trời ơi quá trời rộng luôn nè. À, tao không chờ mẹ xíu thôi. Không, không, mình không lại chỗ đó. Nho này trái còn xanh nè. Anh ban lại coi nho nè con. Nâu nâu không có lên đây được. Nè con thấy nho quá trời trái nè ha. Rồi thì video Thảo sẽ kết thúc ở đây luôn nha. Thảo cảm ơn cả nhà đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha. Bye bye.